Người bị sốt xuất huyết nên ăn cháo, súp, đu đủ, uống nước cam, tránh các thực phẩm có dầu và món cay. Sốt cao, đau khớp, nhức đầu và phát ban là triệu chứng chủ yếu của người sốt xuất huyết. Người bệnh có thể không cần đến bệnh viện nếu biết cách tự chăm sóc và chế độ ăn uống phù hợp giúp tăng cường sức khỏe, giảm các triệu chứng khó chịu của bệnh và đẩy nhanh khả năng hồi phục của cơ thể. Dưới đây là chế độ ăn uống lành mạnh cho bệnh nhân sốt xuất huyết theo Style Crazy. Cháo ngũ cốc, các loại ngũ cốc ngon là lựa chọn sáng suốt cho bữa sáng. Hàm lượng chất xơ và giá trị dinh dưỡng của ngũ cốc đảm bảo rằng bạn có đủ sức chống lại căn bệnh. Cháo rất dễ nuốt và tiêu hóa, nhớ ăn nhiều cháo khi bạn bị sốt xuất huyết. Súp, súp là một trong những thức ăn tốt nhất để điều trị và làm dịu các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết. Súp ít gia vị và vì thế rất tốt cho sự tiêu hóa. Cam, cam có đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu và vitamin. Chúng chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa. Hàm lượng chất xơ cao giúp điều trị chứng khó tiêu. Đây là trái cây không thể thiếu cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Đu đủ được coi là một loại thuốc. Các nghiên cứu cho thấy hạt đu đủ độc hại đối với mũi Aedes, mũi gây bệnh sốt xuất huyết. Các nghiên cứu khác kết luận rằng đu đủ giúp cơ thể sản sinh tiểu cầu nhanh hơn ở bệnh nhân sốt xuất huyết. Cách dùng: nghiền nát vài lá đu đủ, nấu nước uống mỗi ngày 2 lần để chống sốt xuất huyết. Trà thảo mộc, trà thảo mộc có thể giảm các triệu chứng của sốt xuất huyết. Bạn nên chọn hương vị như thảo quả, bạc hà hoặc gừng. Gừng có tính chống viêm và chống oxy hóa nên giảm sốt rất tốt. Nước dừa, sốt thường gây mất nước. Nước dừa là một trong những thực phẩm tốt nhất cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Vì là nguồn nước tự nhiên, khoáng chất thiết yếu và chất điện giải, uống nước dừa có thể bổ sung lượng chất lỏng trong cơ thể. Nước ép rau, bạn có thể điều trị các triệu chứng của sốt xuất huyết bằng cách uống nước ép rau tươi. Cà rốt, dưa chuột và các loại rau lá khác đặc biệt tốt khi bị sốt xuất huyết. Những loại rau này thường chứa các vitamin và khoáng chất cần thiết giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm đau cho bệnh nhân. Nước trái cây, vitamin C là chất chống oxy hóa hiệu quả, kích hoạt cơ thể sản xuất collagen và tăng cường hệ thống miễn dịch. Trái cây như cam, dứa, dâu tây, ổi và kiwi tăng sản xuất lipid bào, chống nhiễm virus. Bệnh nhân sốt xuất huyết cần phải uống nhiều nước trái cây. Lá nem, cây nem, cây thường xanh Ấn Độ hay còn gọi là cây nêm. Các chiết xuất từ dung dịch lá nem có thể ức chế virus dangerous, kháng virus nên có tác dụng điều trị sốt xuất huyết hiệu quả. Tránh thực phẩm dầu mỡ, một trong những vấn đề thường gặp khi bị bệnh sốt xuất huyết là dạ dày. Khi đó không nên ăn thức ăn có dầu và cay vì sẽ làm tình trạng bệnh thêm trầm trọng.